Bây giờ mình sẽ tiến vào khu vực bên trong trung tâm đảo Nami. Ở đây thì thông thường để tham quan thì mình có khoảng tầm 2 tiếng để mình đi tham quan. Trên đây thì có bản đồ rất là nhiều thứ tiếng và rất là tự hào là sẽ có tiếng Việt, Myanmar, Thái, Việt Nam. Tiếng Việt. Đây tiếng Việt màu đỏ. Lấy luôn. Tiếng Việt phải lấy rồi, đại lấy rồi. Xin anh nhau. Trước khi vào thì sẽ có cái khu vực bản đồ hướng dẫn đảo Nami. Đây là một vòng đảo Nami. Ở đây thì nó có một dịch vụ, đó là dịch vụ xe điện đi một đoạn ngắn thôi, xe đạp rồi tour bus. Đây là dịch vụ xe lửa. Xin chào. Và chào tất cả những nước trên thế giới luôn. Đây, Việt Nam thân yêu. Mọi người đi đến một đất nước nào đó mà được chào đón bằng lá cờ quốc gia thì rất là tự hào. Để mình xem từ cái khu vực cổng chính mà đi vào khu vực trung tâm đảo Nami mất bao nhiêu phút nha. Hôm nay rơi vào ngày thứ bảy cho nên người dân địa phương
đến rất là nhiều. Sáng thì đi xe thì nó kẹt. 75 cây số mà mình đi đâu đó gần 3 tiếng. $1,000 một cái, phải xếp hàng đợi. Cùng luôn á.
Rồi mình đã đến hàng cây trung tâm rồi, nơi rất là đẹp, đẹp nhất đảo Nam Y. Nhưng mà hôm nay hình như có vẻ lá nó rụng rồi. Hình như đúng như dự đoán là lá rụng gần hết rồi đúng không? Đúng không? Vẫn còn, rất là đẹp. Rồi từ khu vực bến phà mình, trung tâm mình đến với cái khu vực chính. Người ta gọi khu vực trung tâm chính. Nó có một cái lý do là nơi đây có hai cái hàng cây lá vàng rất là đẹp. Nhưng mà ngày hôm qua nó còn rất là đẹp, nhưng ngày hôm nay mình thấy nè, đó, lá nó đã rụng rất là nhiều rồi. Đây, nhưng mà chụp hình này cũng còn rất là đẹp, rất là thích nha. Bên cạnh hai hàng lá vàng thì sẽ có hàng lá đỏ bên đây nè, rất là đẹp luôn nha. Wow. Xin cảm ơn mọi người đã xem video. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.